Chào các bạn tin nhanh 24/7. Hơn 90% người dân Hà Nội đã tán thành việc cấm xe máy vào trong nội đô. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng cho rằng hơn 90% người dân thủ đô đã đồng ý việc cấm xe máy vào năm 2020 là tín hiệu vui cho thấy cái sự chuyển biến tư tưởng của người dân đã thấm nhận được cảnh tắc đường, khói bụi do xe máy gây ra. Kết quả bỏ phiếu được khảo sát các hộ gia đình tại 30 quận huyện của Công an thành phố Hà Nội đã cho thấy hơn 90,1% người dân đã ủng hộ hạn chế các phương tiện cá nhân và lộ trình dừng hoạt động xe máy. Vấn đề này chúng tôi đã có được cuộc trao đổi với ông Bùi Danh Liêm, Chủ tịch Liên hội Vận tải ở Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội cũng vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua cái đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở trên cái địa bàn vào năm giai đoạn 2017 đến 2020 và tầm nhìn lên tới 2030. Để hoàn thiện được đề án, Ủy ban dân thành phố đã giao cho công an điều tra, khảo sát, phỏng vấn xã hội học với các hộ trên địa bàn. Và công an Hà Nội đã phát trên 15.000 phiếu rơi để khảo sát các hộ gia đình ở 30 quận huyện. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đề án tăng cường quản lý, hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân của người dân thủ đô là 84%, trong khu vực Vành đai 3 trên 85%. Những người ủng hộ cũng hạn chế các phương tiện cá nhân là lộ trình dừng hoạt động xe máy trên 90%. Tuy nhiên, người dân thủ đô yêu cầu phải nâng cao cái năng lực vận hành khách công cộng để đáp ứng được nhu cầu đi lại cho người dân. Ngoài ra, trên 71% người dân đã lấy ý kiến ủng hộ việc điều chỉnh giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông. Trong đó có khu vực là Vành đai 3, có rất nhiều người đã lấy ý kiến ủng hộ hơn 67%. Trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 5,2 triệu xe máy, gần 500.000 ô tô, chưa kể khoảng 1,2 triệu phương tiện khác từ các tỉnh thành tham gia thông trên cái địa bàn. Tốc độ tăng trưởng ô tô trên địa bàn là vào khoảng 10% một năm, còn xe máy là 6-7% một năm. Với số lượng phương tiện như trên, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ước tính hệ thống đồng loạt hoạt động tới là 60% số ô tô, xe máy lưu thông trên đô thị với vận tốc là 20 km/h, thì diện tích chiếm dụng đã vượt 1,4 lần so với cái năng lực của hệ thống đường đô thị. Vì vậy, Ủy ban dân thành phố Hà Nội lo lắng cảnh ùn tắc giao thông trong đô thị nội đô và các cửa ngõ ra vào thành phố ngày càng nghiêm trọng hơn trong những giờ cao điểm và ngày lễ ngày nghỉ. Để triển khai thực hiện, Hà Nội đưa ra lộ trình gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2007 đến 2018, tập trung thực hiện giải quyết những vấn đề quản lý phương tiện giao thông và tăng cường công tác quản lý vấn đề của nhà nước về giao thông vận tải. Giai đoạn 2, từ năm 2017 đến 2020, tập trung thực hiện các giải quyết vấn đề về quản lý số lượng, chất lượng các phương tiện giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng, áp dụng các hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn ngày lẻ đối với những khu vực và những tuyến phố ùn tắc thường xuyên nghiêm trọng. Giai đoạn 3, từ năm 2017 đến 2030, từng bước hạn chế hoạt động những tuyến khu vực và thời gian, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến năm 2020 là dừng hoạt động xe máy trên địa bàn quận ở thành phố Hà Nội. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.